Vâng, em chào tất cả các bác đam mê radio cassette trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Hôm nay chúng tôi em giới thiệu với các bác một con đen tăm hoa GF309 ạ. Đèn vui em đã độ và đèn xịn đây ạ. Đời còn lắm công danh, người tranh đấu chưa thành, mưa gió còn ra lành, mình đau thương canh cánh, đất mẹ vẫn nặng tình. Có công lao lớn đối với triều đình, với nhân dân đất nước trong một giai đoạn lịch sử có nhiều biến động của dân tộc. Tiết mục hỏi đáp lịch sử. Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình nhận được câu hỏi của thính giả Vũ Thu Phương, sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, với nội dung: vì sao Ngô Quyền không chọn Đại La làm nơi định đô? Về câu hỏi này, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Quân, khoa lịch sử trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trả lời như sau. Đại La không sẵn, Ngô Quyền không về Đại La. Tại sao không về?